Rồi xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 15 tây tháng 4 anh em. Hôm nay thì em lên cho anh em tiếp tục lên cho anh em là 20 lô nha anh em. 23 lô, nhỏ nhỏ xinh xinh nha anh em ơi. Cái này hàng về nó cũng hơi ít nha anh em, cho nên nó thưa hàng hơn. Khi nào mà có hàng nhiều á thì sẽ lên những lô xịn sò nha anh em. Cái này hàng về nó cũng hơi hơi ít. Rồi cho nên đó là em phân ra cho anh em rất là nhiều lô nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục em lên cho anh em một đống máy anh em, đống máy khổng lồ luôn. Rồi lô này là 1 triệu nha anh em. Echo 240 nè, bình xăng con nè, Echo 240, Austin, Tanaka 240, Magu. Rồi lô này thì 2, 4, 6, 8, 10, 10 cục nha anh em. Rồi 1 triệu thôi, một cục 10 cục 1 triệu. Rồi tiếp theo thì cái này là một cục T180 anh em, Mitsu. Rồi một cục này là 1 triệu nha anh em. Rồi 10 cục đổi một cục nha anh em. Rồi hôm nay thì em lên cho anh em là Maruyama 23 sát lớn nè, TG 25, Kawasaki 33cc nòng 37 ly, Singu Singu Bell 25 nha anh em, nòng 34 ly 800 ngàn. Rồi hôm nay thì em tiếp tục lên cho anh em là một con TG 28 nha anh em. TG 28 1,7 triệu. Robin NB 262, NB 26 nha anh em. Echo 253, Ryobi S 26, Mitsu TL, Makita, cơm mất su nha anh em, cơm mất su. Con này là TL 201, Echo NB 320 nòng 36 ly, cơm mất su G2KC, Singu Bell, Echo 240, cơm mất su 23. Echo trắng nha anh em, Echo Gen, Echo trắng. Xin đi qua 3 số. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha. 0946 626 585. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ nha anh em. Rồi anh em nào chốt lô nào thì chuyển khoản cọc giùm em ha. Em sẽ nhắn tin số tài khoản bên em qua. Qua tin nhắn hoặc là Zalo nha anh em. Rồi em vô cái lô đầu tiên thì là cái lô máy để anh em về lấy phụ tùng ha. Đây là lô máy để anh em về lấy phụ tùng. Rồi lô này nguyên một đống này là 1 triệu nha anh em. Anh em nào chốt thì liên hệ với em ha. Rồi đây là nguyên đống máy 1 triệu cho anh em về lấy phụ tùng. Rồi đây là cái đầu máy Mitsu T180 nha anh em. Đầu máy này là nòng 36 ly, nòng 36 ly nha anh em. Đây tum lớn bố cung lớn ha. Rồi cục máy này 1 triệu nha anh em. Máy này thì máy sống ha, máy này là máy sống, hơi hơi lửa ok nha anh em. Anh em nào chốt thì em sẽ test săn mồi gửi qua Zalo. Máy ở đây thì em sẽ giật hơi và test săn mồi gửi qua Zalo hết nha anh em, và bao cho anh em là đủ đồ, nắp xăng, nắp bu e hoặc là đầu bò chén kẹp gì đó thì em sẽ gửi đầy đủ nha anh em. Rồi đầu tiên là con số 1 này là con tép xanh nha anh em. Rồi con này là con tóp xanh 23, con này nó chóc cái tem mày. Con này 750 ngàn anh em, 23cc, 750 ngàn, tay lái dài, đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn nha anh em. Rồi con số 1, 750 ngàn. Con số 2 là con Single Bell 25cc, nòng 34 ly nha anh em. Chế của nó là chế quanh bờ gồ, hai kim ha. Rồi con này nó bị bể đây tí xíu, em bán cho anh em 800 ngàn luôn. Con số 2 800 ngàn, nòng 34 ly nha anh em. 34 ly mà chỉ có 800 ngàn thôi. Tay lái của nó là tay lái tròn nha anh em. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ. Con này là Single Bell 2,500, nòng 34 ly. Tiếp theo là con số 3. Con số 3 là con Austin nha anh em. Con này nó thiếu cái nắp chụp e thì em sẽ gắn cho anh em nắp chụp e khác ha. Bên Nhật anh em bên Nhật gắn gắn vô gì. Rồi em sẽ đổi cho anh em cái nắp chụp e khác nha anh em. Con này là Austin 26, nòng 34 ly. Tum là tum gời nha anh em.
Rồi con số 3 là 1,2 triệu, tay lấy dài, đầu bò trắng kẹp bao đủ luôn. Ít tên, con số 3 1,2 triệu. Con này là Kawasaki nha anh em, Kawasaki TG25. Con này là 25cc nha anh em. Con này nồng 33 ly ha, Kawasaki TG25. Rồi con số 4 này là 850.000 nha anh em. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ ha. Con số 4 850.000. Kawasaki TG25. Con này phải nói là bao đẹp nha anh em. Xanh mướt luôn. Tum là tum liền ha. Tum liền tum nhôm. Rồi con số 4 850.000. Con số 5 này là con Magu 23. Con này Magu 23. 23. Con này Magu 23 sát lớn nha anh em. Con này phải nói là bao đẹp luôn. Chế lên gà ngang. Rồi con số 3 này là 1,150 triệu nha anh em. Tay lái thì là em gắn cho anh em tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Em gắn cho anh em tay lái dài ha. Rồi con số 5 1,150 triệu Magu 23. Tiếp theo là con số 6 là con Kawasaki bình sân trên. Con này nồng 37 ly nha anh em. Tum lớn bố cung lớn luôn, bao hơi bao lửa cho anh em. Rồi con số 6 1,2 triệu, tay lái dài. Cần là cần lắp xoay anh em, có thể xoay 360 độ luôn ha. Rồi bình sân trên thì nó thường hay đi theo cần lắp xoay anh em. Rồi con này là 33cc nồng 37 ly, siêu to khổng lồ. Tiếp theo là con số 7. Rồi con số 7 là con TG28 nha anh em. Con này tum lớn bố cung lớn. TG28 tum lớn bố cung lớn nha anh em. Con số 7 1,7 triệu, tay lái dài, đầu bò chắn kẹp bao đủ luôn. TG28 1,7 triệu. Con số 8 là con Gobin NB26 nha anh em. Con này nồng 34 ly, tum gầy. Con số 8 1,2 triệu, tay lái dài, đầu bò chắn kẹp bao đủ nha. Tiếp theo là lô số 9 là hai con Echo 253. Lô số 9 2 cây 850.000 một cây anh em. Echo 253. Siêu trâu bò luôn nha anh em, mấy cái dòng máy này chạy rất là mạnh khỏe ha. Rồi 253. 253 tay lái là tay lái dài. Đầu bò chắn kẹp bao đủ cho anh em luôn. Echo thì thường là nó tum gời nha anh em, tum gời nhưng mà nó chỉ là tum gời theo kiểu Echo ha. Chỉ có lắp Echo mới gắn dừa thôi. Rồi lô số 9 1,7 triệu 2 cây 850.000 một cây. Tiếp theo là lô số 10 là lô GOB nha anh em, 23cc. Rồi hai cây này 1,6 triệu 800.000 một cây, GOB 23. Tum lèn anh em, trắng tinh luôn. Trắng tinh. Rất là đẹp luôn nha anh em. Tay lái là tay lái dài, đầu bò trắng kẹp thì bao đủ nha anh em. Lô số 10. 2 cây 800.000 một cây, 2 cây 1,6 triệu. Máy ở đây thì em sẽ bao hơi nha anh em. Bao hơi có nghĩa là em sẽ giật hơi ha. Giật hơi và hơi tốt thì em sẽ test xăng mồi gửi qua Zalo cho anh em. Là bao hơi bao lửa nha anh em. Rồi lô số 10. 1,6 triệu 800.000 cây. Tiếp theo là hai con siêu to khổng lồ, siêu khủng luôn nha anh em. Rồi Sindewa S 26 nồng 34 ly. 2 cây 3,5 triệu nha anh em. 2 cây 3,5 triệu. Sindewa S 26. Tay lái là tay lái dài, đầu bò chắn kẹp bao đủ. Lô số 10. 3,5 triệu 2 cây. Lô số 10. Ủa lô này lô số 11 anh em ơi. Lô số 11 3,5 triệu 2 cây. Lô số 12 là hai con GOB 23cc nha anh em. 23cc thuộc dòng Mitsubishi TL nha anh em, một con là chạy cái bình ga ha. Một con thì chạy xăng nha anh em. Con này thì nó chạy bình ga mà nó mất cái nắp mà đựng bình ga. Rồi hai con này 2,5 triệu ha. 1,250 triệu 1 cây. Tay lái dài, đầu bò chắn kẹp bao đủ luôn. Lô số 12. 2,5 triệu. 13 là con 4 thì nha anh em. 4 thì Makita. Con này thì nhớt viên nè, xăng viên. Rồi con này thì 1,3 triệu. Tay lái dài, đầu bò chắn kẹp bao đủ nha. Rồi Makita 1,3 triệu. Lô số 14 là cơm Matsu nha anh em.
Komatsu 22-23cc. Rồi lô này 2 cây 2 triệu anh em, 1 cây 1 triệu. Bao đủ đồ cho anh em ha, nắp xăng, nắp bua e thiếu thì em khi mà mình đóng hàng em sẽ để đầy đủ vô cho anh em nha anh em. Rồi lô số 14, 2 cây 2 triệu. 1 triệu 1 cây. Tay lái dài, đầu bò chắn kẹp bao đủ luôn nha. Lô số 14, 2 cây 2 triệu. Lô số 15, Gyubi. Con này là thuộc dòng Mitsubishi TL nha anh em. Con này là TL TL 2201 nha anh em. Chế là chế le đỏ tự động ha. Rồi Gyubi số 15 1 triệu. Tay lái dài, đầu bò chắn kẹp bao đủ luôn. Lô số 15 1 triệu. Lô số 16 là con Echo nha anh em, Echo trắng. Con này 24cc, nòng 34 ly nha anh em. Con này là chế ga ngang vú lớn. Tay lái dài, ga bóp luôn nha anh em. Ga bóp xịn sò ha. Rồi con số 16 1 triệu. Đầu bò chắn kẹp bao đủ luôn. Con này là Echo 24cc nhưng mà nòng nó tới 34 ly là nghe anh em. Rồi con này 1 triệu số 16. Tiếp theo là con NB. NB 320. NB 320 nha anh em. Con này thì nòng 36 ly. Áo này nó bể thì em sẽ đổi cho anh em áo khác ha. Con này nòng 36 ly nha anh em. Đây con này siêu đẹp luôn. Tùm lớn, bố cung lớn luôn. Màu vàng chanh nha anh em. Rồi số 17 1 triệu tư. Đầu bò chắn kẹp bao đủ luôn. Số 17 1 triệu tư. Robin NB 320 nha anh em, nòng 36 ly. Lô số 18 là lô xin đi qua 3 số. Xin đi qua 3 số nha anh em. Lô này thì 1 triệu 1 cây ha. 1 triệu 1 cây. 230, 231, 240, 240. Rồi tay lái dài, đầu bò chắn kẹp thì bao đủ luôn nha anh em. 4 triệu, 4 cây, 1 triệu cây, xin đi qua 3 số. Lô số 19. Echo Gen, Echo trắng nha anh em. Rồi lô này 4 cây. 750 ngàn 1 cây, 4 cây 3 triệu nha anh em. Echo Gen, Echo trắng. Tay lái dài, đầu bò chắn kẹp thì bao đủ luôn nha anh em. Lô số 19, 750 ngàn cây, 4 cây 3 triệu. Lô số 20. Lô số 20 thì phải nói là siêu rẻ luôn nha anh em. Rồi cái này là single bell ha. Single bell. Lô này là chế 2 kim 1 con nè, 2 kim 1 con, 2 con nha anh em. Còn 2 con còn lại là chế bê tông ga ha. Rồi con này cái áo nó bể thì em sẽ đổi cho anh em áo khác nha anh em. Rồi lô này 550 ngàn 1 cây. 4 cây 2 triệu 2. Một cái tay lái dài và ba cái tay lái tròn anh em. Rồi anh em nào chốt luôn này thì em sẽ tặng cho anh em tay lái mới luôn ha. Ba cái tay lái mới và một cái tay lái zin, tổng cộng là 4 cái tay lái dài anh em. Đầu bò chắn kẹp bao đủ luôn. Lô số 20. 2 triệu 2 4 cây, 550 ngàn 1 cây. Bao hơi bao lửa cho anh em. Lô số 21 là lô G2KC Komatsu nha anh em. Komatsu G2KC. Lô này lô 21 anh em, 750 ngàn cây. Anh em nào mà đây chế của nó là chế ga ngang hết nha anh em. Chế ga ngang hết luôn ha. Dòng này là dòng Komatsu nha anh em, rất là thông dụng ha. Chế ga ngang IC lửa là IC của thằng Komatsu 260 luôn, rất là thông dụng nha anh em. 750 ngàn cây, 4 cây 3 triệu luôn. Tay lái là ba cái tay lái dài, một tay lái tròn. Đầu bò chắn kẹp bao đủ. Komatsu G2KC 4 cây 3 triệu 750 ngàn cây. Lô này nòng 32 ly nha anh em. Nòng 32 ly. Lô số 22 là hai con Echo Qgit 240, mặt giật trợ lực luôn nha anh em. Mặt giật trợ lực lớn. Con này nòng 34 ly ha. Rồi 900 ngàn cây, 2 cây 1 triệu 8. Áo bể thì em sẽ đổi cho anh em ha. Đây đổi cho anh em cái áo bộ khác luôn. Rồi tay lái là tay lái dài nha anh em. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ luôn. Lô số 22 1 triệu 8, 900 ngàn 1 cây. Lô số 23 là lô Komatsu 23 nha anh em. Komatsu 23 2 cây. Lô này 1 triệu 1 1 cây, 2 cây là 2 triệu 2. Tay lái thì là tay lái dài hết nha anh em.
Tum là tum liền, tay lá dài. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ luôn. Rồi hôm nay thì tiếp tục thì em sẽ giới thiệu cho anh em là nước rửa luôn nha anh em. Đây là bên em là nước rửa về hàng ngày nha anh em. Nước rửa thì 30 ngàn một lít ha. Cái này thì anh em cứ lấy mình xịt trực tiếp vào con máy luôn nha anh em. Xịt trực tiếp vào con máy và mình để trong vòng 3-4 phút ha. Thì sình đất đồ nó sẽ bung ra. Rồi mình lấy cái xịt nước áp lực á, mình xịt trực tiếp vào thì nó sẽ ra nha anh em. Bên em bán là 1 lít là 30 ngàn. Một thùng như vậy á, thì nó sẽ có 5 lít và 10 lít ha. Anh em nào có cần, anh em thợ nào có cần sử dụng á, thì cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại của em 0946 626 585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một buổi tối tốt lành.